Hôm nay cha xứ mời đức cha đến để cử hành thánh lễ. Hôm nay trong ngày bảo trợ của giáo xứ, rồi thì ban phép thêm sức cho một số các con em của giáo xứ. Trước khi ban bí tích thêm sức, cha muốn chia sẻ với chúng con một chút về lời Chúa mà chúng ta vừa nghe trong bài phúc âm cha xứ công bố liên quan đến ngày lễ bảo trợ của giáo xứ hôm nay. Ê, chúng con biết là hôm nay là ngày lễ Thánh Gioan bị trảm quyết, có phải không? Chúng con biết là liên quan đến Thánh Gioan Tẩy Giả nó có một cái lễ nữa, chứ không phải là chỉ có hôm nay đâu. Có một cái ngày lễ nữa là ngày lễ sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng con có biết là ngày nào không? Biết không? Ngày mấy? 24 tháng 6, phải rồi. Ngày lễ sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả là ngày 24 tháng 6. Hôm nay thì không có mừng kính lễ sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, vì hôm nay là ngày bao nhiêu tháng 8? 29 tháng 8. Và hôm nay là ngày lễ nhớ kính nhớ biến cố Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Không biết làm sao mà họ xứ Yên Lễ lại chọn ông thánh này, thích cái vụ trảm quyết hay sao mà chọn cái ông này. Chúng con có biết tại sao mà ông này ông bị chặt đầu không? Có biết không? Thôi được rồi, thế cha vắn tắt lại một cái câu chuyện mà liên quan đến cái việc mà ông Thánh Gioan Tẩy Giả ông bị trảm quyết là liên quan đến một cái ông là ông vua Herode. Ông đấy định lấy vợ. Ông ấy lấy vợ thì bình thường, không có ai nói gì cả, mà thậm chí thời của Chúa Giêsu thì ông vua ông có thể lấy nhiều vợ được, chứ không phải là ông lấy một bà đâu. Nhưng mà vấn đề nó nằm ở chỗ này này, là ông đấy định lấy một cái người vợ, mà cái người vợ đấy là chị dâu của mình. Là vấn đề nó nằm chỗ đấy. Cái bạn trai ngồi đầu bàn lên cha hỏi xem con thấy cái vấn đề là như vậy là nó có được không? Bao nhiêu tuổi rồi? Nói tên gì đây? Đức Anh. Mấy tuổi? Con 15 ạ. Học lớp mấy rồi con? Con năm nay lên lớp 10. Thế giờ cha hỏi con, cha nghĩ lớn thì con cũng có thể phân định. Cái ông vua đấy lại muốn đi lấy cái bà chị dâu của mình, đi muốn cưới cái bà đấy làm vợ mình. Con thấy cái vấn đề nó có ổn không? Có được không? Không ạ. Không được, phải nào? Cái đấy người Việt Nam mà bảo là cái đấy là nó bị lỗi với cái dụ gì thế? Loạn luân ạ. Không phải loạn luân. Không hẳn là loạn luân. Loạn luân là bố con này, anh chị em cái mấy loạn luân này là chị dâu, có phải không? Cái đấy ở trong luân thường đạo lý của người Việt ấy, con nghĩ xem có được không? Dạ không ạ. Vậy là nó đi ngược lại cái gì thế? Ngược... Cha vừa nói cái từ xong. Ngược đạo lý. Luân thường đạo lý, phải không nào? Đấy, không được. Cho nên là các ông phải cẩn thận đấy nhá, không được lấy chị dâu của mình. Mà cái người anh trai của mình nó còn sống mà. Còn có biết làm sao mà cái ông đấy ông liều mình, cái ông Herod ông liều mình, ông dám lấy cái người chị dâu của mình khi mà cái người anh trai của ông còn sống không? Còn nó giáo nghĩ làm sao mà ông lại liều mình như vậy không? Ông ỷ vào cái gì đấy? Ông ỷ vào vua. Đúng rồi, ông nghĩ ông làm vua đó. Cho nên thì là ông ấy liều mình mà lấy cái bà kia. Được rồi, cảm ơn con, cho chồng phát tay cái nào về chỗ. Bạn ngồi bên cạnh có lên cho hỏi câu nữa nè. Hỏi câu cũng cỡ như cái câu mà Đức Anh kìa, có được không? Được. Hay là khó hơn đấy? Con tùy cha. Tùy Đức Cha, được rồi, tất được rồi, cho chồng phát tay khích lại bạn ấy. Duy Đăng. Ông vua liều mình lấy cái người chị dâu. Đấy, vớ vẩn thế. Sao mà cha hỏi con nhé. Cái bà mà ông vua định lấy ấy, cái bà chị dâu ấy, bà đấy có vui lòng để lấy cái ông này không? Con thưa cha là có ạ. Thế cái bà đấy thì là bà ấy thuộc về cái hạng người như thế nào thế? Chồng bà ấy còn sống không? Cha hỏi con là chồng bà ấy còn không? Con thưa cha là còn ạ. Xong rồi á, bà ấy cũng vui lòng khi mà cái ông Herode ông ấy định cưới bà. Thế bà ấy, con nghĩ thử xem mà bà bằng lòng cưới cái ông đấy là vì cái gì thế? Con đưa cha là vì quyền lợi. Quyền lợi gì?
của vua. À đúng rồi, đấy. Cái bà đấy là cũng muốn lấy cái ông đấy chứ không phải là không đâu. Cũng là thích đó phải không nào? Ông bà mà lấy ông ấy thì bà ấy gọi là cái gì con có biết không? Hoàng hậu ạ. Ừ đấy, đúng rồi đấy. Thứ đàn bà mất nét như vậy đó. Cho chào vỗ tay cảm ơn con. À đấy ta xem nhá. Cái ông vua thì ỷ mình là vua, làm bất kỳ một điều gì cho dù cái điều đấy là trái ngược với luân thường đạo lý cũng làm. Còn cái bà kia mất nét, có chồng mà cũng ham hố, có phải không? Ham hố lợi lộc, cũng là lấy cái ông kia, thích lấy cái ông vua đó. Cho nên đó, chúng ta vừa nghe bài phúc âm cha xứ vừa đọc, khi mà bà nghe cái ông Gioan Tẩy Giả ông lên tiếng thì bà khó chịu. Bà có khó chịu không? Có khó chịu không? Con lên đây cha hỏi nha. À đứng đây. Bây giờ nhé, ông vua định lấy cái bà chị dâu của mình, là cái ông đấy trái ngược luân thường đạo lý, có phải không? Thế cái bà đấy thì cũng lại thích cái ông, lấy cái ông vua này để mà được lợi lộc này kia các thứ, có phải không? Đúng không? Vẫn biết rằng hai người đấy làm hai cái điều rất là sai. Sai không? Ông vua định lấy cái bà chị dâu đó cũng sai, mà cái bà đấy mà thích cái ông này, có phải không? Mà con xem nhé, bà đấy bà ấy rất là thích cái ông vua, lấy cái ông vua phải không nào? Cho nên khi mà ông Gioan Tẩy Giả ông lên tiếng là không được, thì bà ấy diễn tả cái sự tức tối của bà ấy bằng cái gì con có biết không? Con thưa cha là bà đấy muốn giết ông Gioan Tẩy Giả. À đấy, thế sao cái người đàn bà nó lại ác tâm như thế nhỉ? Con có thấy cái người đàn bà đấy nó ác tâm không? Con có. Có phải nào? Thế còn con nghĩ là mình có bắt chước cái bà đấy không? Con không ạ. Không nhá, không cho chào hát tay con là không. Cái người đàn bà thế là nó xấu lắm. Và con xem, bà đấy ác tâm muốn giết cái ông Gioan Tẩy Giả, có phải không? Vì ông ngáng đường bà, có phải không? Và thế là có cái chuyện gì xảy ra rồi, bà ấy làm cái gì con có biết không? Đến dịp sinh nhật của ông vua à, thì sao nữa? Và con gái của bà đã nhảy cho ông vua Herode xem. Ừ, rồi sao nữa? Và ông vua rất là thích thú. Ừ. Cho nên là ông đã hứa với cô con gái là xin gì cũng được. Ừ. Nửa nước ông cũng cho. Và người con gái đã vào hỏi mẹ. Và mẹ đã sai cô con gái lên xin đầu của ông Gioan Tẩy Giả. Con đọc cứ như là con học thuộc lòng vậy đấy. Giỏi quá đi, cho chồng vào tay. Sao mà thuộc dữ vậy? Hả? Con đọc rồi. À, học rồi. Đây là trả bài đúng tổ rồi. Một chồng vào tay nữa. Đấy, con thấy cái bà đấy, bà ấy vớ vẩn hết sức, có phải không? Bây giờ, thôi giờ cha hỏi câu nữa xong rồi là cha thêm sức luôn. Không hỏi nữa. Bà đấy cuối cùng có đạt được cái ý định của mình là đo ván cho cái ông Gioan Tẩy Giả, đo ván không? Có không? Có. À, nhưng mà vấn đề nó liên quan không phải là cái liên quan đến cái bà đấy, mà giờ liên quan đến cái ông Gioan Tẩy Giả này. Con thử nghĩ xem nhé. Ông ấy, ông Gioan Tẩy Giả thấy cái ông vua làm điều không hay, không phải, trái luân thường đạo lý, có phải không? Thấy cái bà chị dâu kia cũng muốn một cái điều vì ham hố lợi lộc gì đấy mà muốn một cái điều bất chính như thế, thì ông lên tiếng, Gioan Tẩy Giả ông lên tiếng, có phải không? Ông nói với ông vua là không được. Ông nói với ông vua là cái chuyện này không làm được đâu. Mà con nghĩ xem nhé, ông ấy nói như thế với ông vua nhé, thì con thử đoán xem là ông ấy nói như thế thì ông vua, ông ấy có buồn trong lòng, ông có tức ở trong lòng không? Con không. Ông Gioan Tẩy Giả ông bảo ông vua là không được làm cái điều đấy, không được lấy cái bà đấy, thì con nghĩ tự nhiên, tính tự nhiên của ông vua ấy, có vui trong lòng không? Con không. Không vui, có phải không? Mà nhiều khi chẳng những ông vua ông không vui, mà nếu mà ông vua mà ông bực lên ấy, thì con nghĩ thử xem ông vua ông bực lên thì ông sẽ phản ứng như nào. Con đoán thử, giả thiết thử xem. Ông sẽ
giết luôn ông Doan Tẩy Giả. À đúng rồi, ông giết Doan Tẩy Giả thì nữa, có phải không? Không cần phải cái bà kia đâu, ông vua ông có thể giết được đó, có phải không? À, bây giờ cha hỏi ông, cha hỏi con một điều này. Thế cái ông đấy, ông Doan Tẩy Giả, ông nói với ông vua không được làm cái điều xấu, thì ông có đoán chừng trước cái hậu quả có thể xảy đến cho ông vì cái lời ông nói không? Ông có mường tượng trước được không? Có. À, có, đúng không? Nhưng mà vì cái điều đấy là điều ông nên nói cho nên ông đã nói, có phải không? Cha đố con biết là ông được cái ơn gì của Chúa đó. Ơn gì thế? Con thưa cha là ơn mà nói cái điều đúng cho người khác, mà có thể nghĩ rằng cái vì cái lời mà mình nói đấy mà nó sẽ ảnh hưởng xấu đến mình, nhưng mà vẫn cứ nhất định nói như vậy đó. Thế con thử nghĩ xem Chúa ban cho ông cái ơn gì thế? Con thưa cha là ơn sức mạnh. Không, không phải ơn sức mạnh. Sức mạnh là khỏe như này này, không phải ơn sức mạnh, ơn khác. Bởi vì nó liên quan đến ông ấy nói cái điều đấy đó, mà không khéo thì cái ông vua ông sẽ giết ông ấy chết như con vừa nói, có phải không? Nhưng mà ông Doan Tẩy Giả ông không sợ. Ơn gì thế? À con học bảy ơn Chúa Thánh Thần gì nhỉ? Ơ thế, thế sao con nói thử một cái ơn ở trong cái bảy ơn đấy thôi à? Ơn gì thế? Con thấy cha là ơn khôn ngoan. Không, không phải. Ơn khôn ngoan thì cũng có nhưng mà nó không rõ. Một cái ơn khác rõ hơn, nói cái là biết liền. Ơn ơn nghe nghe mấy người nói ơn gì chưa? Không không nói không, con đừng có nghe, con giả như là không biết vậy đó. Giờ con nói lại để cho nói đi. Ơn gì? Ơn mà nhá, nói cái điều đấy ra có thể nguy hiểm đến mình, cho nên nhiều người ta sợ, ta có dám nói đâu. Bởi vì sợ nói ra là người ta có thể làm hại mình, cho nên là tốt nhất là im lặng, phải không nào? Đấy, người ta chọn cái giải pháp im lặng là vàng. Nhưng ông John thì ông bảo không, ông biết là cái điều đấy ông vua làm không đúng. Dù ông nói ra ông vua có thể lấy quyền của mình để giết ông chết đi chăng nữa, ông vẫn nhất định nói như vậy đó. Thế nó liên quan đến cái ơn gì thế? Ơn gì mà ông máu thế? Ơn gì? Có đội nào, bạn nào khác biết không? Bạn bên cạnh biết không? Lên giúp đỡ cái. Sao này? Ơn gì đấy? Con thưa Đức Cha là ơn can đảm ạ. Phải không? Phải không? Phải không? Phải ơn can đảm không? Có đồng ý không? Con có. Đồng ý thế để cho chàng pháo tay. Đúng rồi, cảm ơn con. Con đứng yên là về chỗ. Được rồi, con về chỗ đi. À, ông Doan Tẩy Giả ông mới được một cái ơn là ơn can đảm, có phải không? À, và nhé, cha vừa hỏi các bạn này xong, ơn can đảm là một trong mấy ơn của Chúa Thánh Thần thế? Trong bảy ơn ạ. À, một trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Mà chúng con tí nữa Đức Cha ban bí tích thêm sức, và qua việc chúng con lãnh nhận bí tích thêm sức, chúng con lãnh nhận ai đấy? Lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Không, nhận nhận ai? Khi Đức Cha ban bí tích thêm sức thì chúng con lãnh nhận ai? Ai? Lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Đúng rồi, lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Và khi chúng con lãnh nhận Chúa Thánh Thần thì Chúa Thánh Thần ban cho bảy ơn, các phải không? Và trong bảy ơn Chúa Thánh Thần ban cho chúng con hôm nay, chúng con sẽ được lãnh nhận một trong bảy ơn đấy, là ơn mà Đức Cha vừa nói, ơn 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 gì con vừa nói đây? Ơn can đảm ạ. Ơn can đảm, có phải không? Thế bây giờ cha hỏi con nhé, can đảm, thế thì con thử giải thích cha cho lấy cha với mọi người nghe xem can đảm nghĩa là sao con? Can đảm như là ông John Tẩy Giả thì nghĩa làm sao? Con thưa cha là can đảm nghĩa là dám đứng lên để bảo vệ cho điều chính nghĩa. À, đứng lên là bảo vệ cho cái sự thật, cho điều đúng, cho điều phải. Dù nếu cái việc bảo vệ đấy có thể gây ảnh hưởng xấu đến bản thân của mình, có phải không? À, thế con xem gương sáng của ông Thánh Gioan Tẩy Giả như vậy thì có làm một cái điều để cho mình học hỏi trong đời sống của mình không?
Chả có ạ. Thế còn ví dụ thử một điều xem như nào mà mình áp dụng vào trong đời sống của mình hiện nay của con. Ví dụ như là khi đi học có gặp một tên cướp nhưng yên lẽ lắm cướp thế à? ví dụ được rồi, ví dụ tiếp đi. Cướp một túi sách của một cô gái nhưng mà mọi người xung quanh không ai dám đuổi theo và chặn lại, sợ bị tên cướp đấy đâm hoặc là đánh. Thì sao? Thì bản thân em sẽ phải hô hoán mọi người và chạy lên giúp đỡ cô gái ấy ạ. Có xông vào không? Có xông vào không? Chắc là có ạ. Gái yên lễ máu thế. Cho chào vỗ tay ra nào. Cảm ơn con về chỗ. Chúng con, cha vừa nói với chúng con một chút về cái nguyên nhân tại sao mà Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu đó. Và dù ông có thể bị chém đầu không phải vì ông vua hoặc là vì người khác mưu mô gì đấy, nhưng mà ông Gioan Tẩy Giả ông vẫn nhất định nói cái sự thật. Ông can đảm để dám nói cái sự thật, dù cái sự thật đấy có thể làm cho nguy hại đến cuộc sống của ông, có phải không? Thế hôm nay chúng con lãnh nhận Chúa Thánh Thần như Đức Cha vừa nói, cùng với bảy ơn của Ngài, chắc chắn Chúa Thánh Thần cũng ban cho chúng con một cái ơn trong số các ơn đấy là sự ơn can đảm. Can đảm để làm gì? Nhiều khi này, can đảm để sống sự thật. Bây giờ cha hỏi cho con nhé, nhiều khi mình không có sống sự thật theo cái nghĩa này, chứ không phải là cái bạn ví dụ ra ngoài kia rồi gặp cướp đâu. Cha nghĩ bây giờ yên lẽ cũng không có cướp như ngày xưa thế. Nhưng mà nó như này, chúng con thử suy nghĩ xem những bổn phận hàng ngày của chúng con làm phải làm ấy. Ví dụ nhá, các đến nhà thờ học giáo lý, đi tham dự thánh lễ, đi sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, ví dụ vậy, các cái bổn phận mình đến nhà thờ làm như vậy có là cái điều phải làm không? Có điều đúng không? Có phải không? Như vậy thì cái điều đấy có làm không? Có phải làm không? Có. Thế bây giờ chúng con lớn ở đây, cha vừa hỏi cái bạn kia nó 15 tuổi ở nhà nhé, ngoài cái chuyện chúng con học hành thì chúng con có thể lớn bằng này là giúp đỡ bố mẹ có được không? Có thể giúp đỡ bố mẹ được không? Đấy. Và cái việc mà giúp đỡ bố mẹ là có phải là cái điều mình nên làm không? Có phải nào? Đấy. Rồi chúng con bây giờ còn trẻ còn đi học thì cái việc mà chúng con cố gắng học hành trong khả năng của mình, cố gắng mỗi ngày học hành cho nó tốt đẹp, cái việc đấy có phải là một việc đúng và phải làm không? Chúng con xem nhé. Chúa ban cho ông con cái ơn can đảm phải đi ra kia mà bắt cướp đâu. Cha không nghĩ cái ơn can đảm bắt cướp, nhưng mà Chúa ban cho mình cái ơn can đảm để biết làm cái điều đúng, cái điều phải trong cuộc sống của mình đó. Nhiều khi nhá, có bao giờ chúng con cảm thấy đi lễ chán, có lúc nào tự nhiên cảm thấy không thích đi lễ, có không? Đấy, thấy không? Và mình không muốn làm cái điều đúng, cái điều thật, cái điều phải. Ở nhà nhiều khi mình có thể giúp đỡ bố mẹ việc này việc khác, anh chị em việc này việc khác, tự nhiên xong lại lười không muốn, có phải không? Và mình trốn chạy những cái điều thật, cái điều phải, cái điều đúng. Rồi nhiều khi chúng con đi học, đôi lúc chúng con cảm thấy học cũng chán, học cũng mệt nữa, rồi mình không muốn học, có phải không? Nhưng mà hôm nay Chúa ban cho ông con một cái ơn can đảm để làm cái điều đúng, làm cái điều phải, làm cái điều thật. Đấy. Cho nên hôm nay Đức Cha đến để ban phê bí tích thêm sức cho chúng con, thì Đức Cha nói với chúng con về một cái ơn Chúa Thánh Thần ban cho. Thế chúng con phải nhớ cái ơn đấy mỗi ngày và nói với Chúa mỗi ngày: xin cho con biết mạnh mẽ, biết can đảm để làm cái điều đúng, điều thật, điều phải mà con phải thực hiện mỗi ngày trong đời sống của mình. Ở nhà có thể giúp đỡ bố mẹ, giúp đỡ ai đấy thì cố gắng. Không phải khi đợi bố mẹ mình bảo giúp đỡ. Không. Mà mình chủ động giúp đỡ, cha nghĩ cái điều đấy là điều tốt hơn. Nói là bố mẹ có cần con giúp đỡ gì không?
Con gái có thể giúp đỡ, con trai có giúp đỡ không? Con nào thì cũng phải biết giúp đỡ chứ. Nó mới ra người hẳn hoi được. Chúng con không có biết giúp đỡ bố mẹ mình, sau này chúng con có đòi hỏi chứ không có biết giúp đỡ ai gì cả. Không được, phải là không có nên người hẳn hoi được. Cho nên Chúa Thánh Thần ban cho con chúng con một cái ơn can đảm giống như là Thánh Gioan Tẩy Giả vậy. Ơn can đảm, sống cho sự thật, chết cho sự thật. Chết cũng được, khổ mấy cũng được, không có vấn đề gì. Cho nên hôm nay, từ nay trở đi, mỗi ngày chúng con nhớ đến Chúa Thánh Thần. Hôm nay qua việc Đức Cha ban bí tích thêm sức, chúng con lãnh nhận dồi dào Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của mình. Chúa Thánh Thần đến với chúng con để soi sáng cho chúng con và ban cho chúng con nhiều ơn. Trong đấy có ơn mà hôm nay Đức Cha vừa nói, ơn can đảm để mình biết sống cái điều mình phải sống, làm cái điều mình phải làm, điều làm cái điều đúng mực trong cuộc đời của mình. Mà chúng con thử nghĩ xem nhé, cái điều đấy có cần cho đời sống của mình sau này trở thành một người trưởng thành tốt đẹp không? Đó, thấy không? Cho nên Đức Cha nghĩ rằng chúng con mỗi ngày hãy nhớ đến cái ơn can đảm noi gương thánh bảo trợ của giáo xứ đây. Xin Chúa Thánh Thần nhắc nhớ mình đến một cái ơn can đảm để mình biết chu toàn các bổn phận của mình. Mình còn đi học, cố gắng học hành, về nhà có thể giúp đỡ bố mẹ việc này việc khác, anh chị em việc này việc khác. Chúng con đến nhà thờ cũng thế, có thể giúp đỡ được cái gì. Chúng con cũng lớn rồi, có thể giúp đỡ các anh chị giáo lý viên trong các công việc này, công việc khác. Hoặc chúng con tiếp tục học giáo lý nữa để mình đào sâu đức tin, mình hiểu biết về Chúa, để mình sống cho nó đàng hoàng hẳn hoi. Chứ đâu có phải là thêm sức xong cái là mình giỏi toàn diện, có phải không? Đức Cha còn phải học mà. Cỡ Đức Cha mà còn phải học, cỡ các cha vẫn còn phải học mà. Thế chúng con mới thêm sức sau cái thôi, vì giống như là biết hết mọi sự về Chúa vậy, sao mà được. Cho nên mình vẫn phải tiếp tục trau dồi giáo lý, học hỏi giáo lý để đào sâu đức tin của mình, để mình giúp mình sống cho nó hẳn hoi. Cho nên mà để có thể chu toàn các bổn phận ấy, thì việc chúng ta được cái ơn can đảm Chúa Thánh Thần ban cho là cần thiết, để giúp chúng ta mỗi ngày biết chu toàn những cái việc mà chúng ta phải làm mà Chúa muốn. Đấy. Chứ không phải là vấn đề là mình thích làm cái gì thì làm, không thích làm thì thôi, không phải. Biết can đảm để chu toàn cái điều Chúa muốn. Thế mỗi ngày chúng con nhớ đến Chúa Thánh Thần và xin Chúa Thánh Thần cho mình một cái ơn can đảm để biết mạnh mẽ chu toàn các bổn phận của mình mà Chúa muốn cho mình. Đấy. Có được không? Có được không? Tôi cũng kêu gọi tất cả các bậc phụ huynh và những người đỡ đầu hôm nay nhắc nhớ các em về cái điều mà hôm nay tôi nhắn nhủ đó. Xin hãy cộng tác với lại cha xứ và Đức Cha để nhắc nhở con em của mình sống mạnh mẽ, sống can đảm để mà chu toàn các cái bổn phận hàng ngày của các em trong đời sống hàng ngày của mình. Xin các bậc phụ huynh đặc biệt lưu ý điều đấy, các người đỡ đầu đặc biệt lưu ý cái điều đấy. Không phải chỉ có là đỡ đầu hôm nay đến đây làm bố mẹ đỡ đầu xong rồi tí đã lên đây với các em xong là thôi, từ nay đi là không có thấy mặt đâu, hay là lâu lâu rồi đến chào câu hỏi thăm hai ba câu vậy không. Làm cha mẹ đỡ đầu là nhắc bảo các con em của mình mạnh mẽ can đảm để chu toàn các bổn phận hàng ngày Chúa muốn cho con em của mình. Mỗi khi gặp con đỡ đầu của mình thì hãy nhắc nhở con em của mình cái điều mà hôm nay Đức Cha nói đó. Con có chu toàn bổn phận như là Đức Cha hôm nọ đã nhắc nhở về cái ơn can đảm mà Chúa Thánh Thần ban không? Đấy, chịu khó nhé, chịu khó. Đấy, mẹ đỡ đầu, bố đỡ đầu cầu nguyện cho chúng con. Rồi có gì khó khăn thì cứ trao đổi, rồi bố mẹ có thể giúp đỡ được cái gì cho các con thiêng liêng của mình thì cố gắng mà giúp đỡ. Tôi thiết nghĩ đấy cũng là một trong những điều mà các bậc phụ huynh và nhất là những người đỡ đầu có thể góp phần cộng tác với Đức Cha, với cha xứ trong việc giáo dục đức tin cho các con cháu của mình hôm nay ở đây. Thế chúng con cố gắng sống cái điều hôm nay Đức Cha chia sẻ trong thánh lễ, cố gắng mạnh mẽ can đảm để chu toàn tất cả các cái công việc bổn phận của mình, dù mình không muốn hay là mình không thích thì mình cũng cố gắng để chu toàn. Cha tin chắc chúng con can đảm mạnh mẽ để chu toàn các bổn phận ngày của mình, sau này chúng con chẳng những trở thành những người có ích cho xã hội, nhưng mà chúng con cũng trở thành những người con cái của Chúa tốt lành, đạo đức thánh thiện này. Hãy nhớ đến cái ơn can đảm mà hôm nay Đức Cha chia sẻ và cố gắng mỗi ngày xin Chúa Thánh Thần giúp mình sống cái ơn can đảm trong các cái bổn phận hàng ngày của mình. Có được không? Thế xin cộng đoàn vào trong gã tay để khích lệ các con em của mình.